chịu đâu, mẹ đi chơi với con đi. Không chỉ chơi với con đâu. Thôi nào Xuyên, sao con lại nói như vậy? Xin lỗi cô đừng để ý. Có gì tôi chạy lại bỏ cháu. Nào, qua kia chơi một lát đi. Xíu mới đón con nha. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Bé Xuyên á đã không thể tập trung được quá 15 phút. Mà gần đây á tôi thấy con bé có những dấu hiệu như là nổi nóng và còn đánh cả bạn nữa. Tôi cũng biết là con bé có vấn đề không ổn. Nhưng mà cũng mong á là chị hiểu với nhà trường. Nếu như mà con bé vẫn tiếp tục như vậy á thì chúng tôi e là không giữ lại con bé được đâu. Dạ tôi cũng biết. Nhưng chúng tôi mới đón con bé về thời gian gần đây, cũng gặp nhiều khó khăn lắm ạ. Mong cô giáo, cô hãy kiên nhẫn với con nhiều hơn một chút. Ở nhà tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho con và rèn con nhiều hơn. Ngại quá, phiền cô rồi ạ. Chào chị. Cô giáo nó xấu xí đúng không? Cô giáo nói con gái của mẹ tập trung nhiều hơn rồi, chỉ còn hơi nóng tính một chút xíu thôi. Cô hỏi mẹ cách để giúp con thoải mái hơn ở lớp ấy mà. Tiền, suốt ngày cứ tiền. Biết con như vậy rồi thì tìm cách hạn chế cho việc bắt độ con đi. Tuần nào cũng mắc hết cái này cái kia là sao? Thì anh thì từ từ chứ. Con dạy con cái giữ gìn đồ đạc của mình đây. Ngày nào anh cũng la lối rồi mà. Bảo sao con chẳng sợ anh? Tôi đi làm chịu đồ áp lực sao? Đang trong cuộc họp quan trọng thì cô giáo gọi làm phiền. Về nhà thì một đống bill phải thanh toán. Cô hỏi làm sao tôi vui vẻ đây? Con thì anh nghĩ tôi vui chắc. Mà tôi phải bỏ công bỏ việc để chăm sóc con. Anh nghĩ tôi sướng hơn anh à? Thì nói là con của cô mà. Đó là tại cô đó. Ba làm mẹ buồn xin đánh ba. Còn cô giáo làm ba mẹ buồn xin đánh cô giáo. Không đâu con. Cô giáo chỉ muốn hỏi mẹ cách để làm sao cho Xuyên vui vẻ hơn trong trường thôi mà. Còn ba... À, đồ chơi. Mẹ ngoan quá, giỏi quá đi. Con nhìn này, con đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó. Con thích những đồ chơi này không? Ba mua cho con đó. Con thương ba không? Vậy con biết làm gì ba chưa? Ba về đi. Ba khóc hả? Ai làm ba khóc, xin đánh người đó luôn. Thay mẹ bảo như vậy, con thử ra ôm ba đi. Ba xin lỗi con, thời gian qua ba làm con sợ lắm đúng không? Em biết là anh thương con, nhưng vì áp lực công việc và thành tích quá cao nên anh mới làm như vậy với mẹ con em. Con đói. Đi thôi, hôm nay ba dạy con nấu mì nha. Hai cha con mình nấu mì thật ngon luôn, cho mẹ ăn nữa ha. Anh này, để em nấu cho. Con nó ít khi tập trung thôi, chứ không phải không có khả năng sinh tồn đâu. Hai vợ chồng mình phải có trách nhiệm, làm sao cho con nó thích thú việc học của nó. Mẹ ơi nhớ quay về nhà, chân trời là bao xa. Mẹ hãy bên con và nhìn con lớn khôn. Mẹ ơi mẹ sớm tình mơ lại được có em.